Samsung trở thành thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới. Các báo cáo gần đây cho biết Huawei đã xuất xưởng hơn 200 triệu smartphone trong năm 2019. Nhiều dự đoán cho rằng Huawei sẽ phân phối đạt số lượng lớn hơn thế trước cuối năm nay. Trả lời phỏng vấn với truyền thông châu Âu, ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei, cho biết Huawei sẽ xuất xưởng lượng smartphone cao hơn năm ngoái. Cụ thể, ông Nhậm tiết lộ Huawei sẽ đạt doanh số 270 triệu chiếc trước cuối năm nay, nhiều hơn 20 triệu chiếc so với dự đoán ban đầu là 250 triệu chiếc. Theo ông Nhậm, lượng smartphone sản xuất là rất lớn và nó đòi hỏi các nhà máy sản xuất chip phải cung ứng đủ cho Huawei. Nếu số lượng đạt 270 triệu chiếc trở lên, Huawei có thể sẽ vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào năm 2021. Do áp lực từ Mỹ, việc kinh doanh smartphone của Huawei gặp khá nhiều khó khăn trong năm nay. Mục tiêu ban đầu đặt ra để đánh bại hãng smartphone số một thế giới là khó đạt được. Tuy nhiên, những tháng gần đây, Huawei đã cố gắng duy trì sự tăng trưởng của mảng smartphone. Lô hàng smartphone của Huawei năm 2019 chắc chắn đạt 250 triệu chiếc. Nếu xuất xưởng 270 triệu chiếc, Huawei nhiều khả năng sẽ vượt Samsung. Nhưng từ sau lệnh cấm của Mỹ hồi tháng 5 năm nay, doanh số smartphone của Huawei bên ngoài Trung Quốc giảm mạnh. Trung bình, Huawei xuất xưởng 20 triệu smartphone mỗi tháng. Nhưng hai tháng cuối năm là thời kỳ cao điểm của mùa mua sắm. Do đó, mục tiêu 270 triệu chiếc là có thể đạt được. Năm 2018, Huawei xuất xưởng 206 triệu chiếc smartphone. Nếu có thể đạt 270 triệu chiếc trong năm nay, hãng này sẽ tăng 31% và như vậy vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Năm ngoái, Samsung xuất xưởng 290 triệu chiếc, Huawei vẫn có thể vượt qua Samsung nếu có thể đạt được mục tiêu